nên ẩm thực Việt Nam từ lâu đã trở thành đề tài hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của đông đảo thực khách trong và ngoài nước. Mỗi một vùng miền, mỗi một địa phương sẽ mang đến một đặc điểm khác nhau về hương vị, món ăn, nguyên liệu, từ đó tạo nên sự đa dạng không ngừng của ẩm thực Việt. Tại Phan Thiết, để thưởng thức những món ăn ngon từ hải sản phong phú và tìm kiếm một không gian thoáng mát, lý tưởng để họp mặt bạn bè, gia đình và khách du lịch. Địa chỉ không thể bỏ qua chính là quán ăn Thịnh Phát. Quán ăn Thịnh Phát phục vụ thực khách bốn phương với các món ăn đặc sản được chế biến hoàn toàn từ hải sản tươi sống như tôm hùm, ghẹ, cá mú, ốc hương, mực, sò. Thơm ngon, hấp dẫn, mang dư vị ba miền Bắc, Trung, Nam. Lý do khiến cho quán ăn Thịnh Phát trở thành điểm đến lý tưởng cho thực khách chính là uy tín lâu năm trong nghề. Chúng tôi mang đến nguồn nguyên liệu tươi ngon, bổ dưỡng, an toàn, được đội ngũ đầu bếp tài hoa, chế biến theo phong cách mới lạ, kết hợp tài tình giữa nguyên liệu tự nhiên tươi sạch cùng sự đa dạng về gia vị. Từ đó, mang đến vô vàn món ăn ngon, đáp ứng tối đa sở thích của khách hàng. Không gian nhà hàng lại thoáng mát, rộng rãi. Đội ngũ nhân viên luôn vui vẻ, chuyên nghiệp, nhiệt tình, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất. Tất cả đã tạo nên những giá trị cao nhất, kiến tạo niềm tin, sự an tâm và hài lòng mỗi khi đến với quán ăn Thịnh Phát. Chúng tôi vinh hạnh được phục vụ và đón tiếp quý khách hàng. Hotline 092 345 1775, 092 345 1776, địa chỉ 95 Huỳnh Tấn Phát, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận. Quán ăn Thịnh Phát, tinh hoa ẩm thực biển.